Trong cái quá trình sử dụng máy trợ giảng thì có lẽ ít nhiều quý anh chị chúng ta đã gặp phải những cái vấn đề giống như là máy trợ giảng này nó bị trùng hoặc là nhiễu sóng với những cái máy trợ giảng xung quanh đó, hoặc là cái âm thanh đó, nó nghe nó không được trong trẻo, nghe nó giống như là bị nghẹt mũi á, hoặc là khi chúng ta đeo cái micro đeo tai này thì đeo lâu á, nó cảm thấy nó khó chịu, nó bị ê. Rồi thì chính vì những cái lý do đó thì trong cái video hôm nay thì Cường sẽ giới thiệu đến mọi người một cái dòng máy trợ giảng đến từ một thương hiệu khá là uy tín, đó là Takstar. Rồi đây là cái model của nó là Takstar E8W. Thì đây là cái phiên bản nâng cấp từ cái model trước đó là E8M nha. Thì cái phiên bản này nó sử dụng không dây, còn E8M nó là có dây. Và cái sản phẩm này nó như thế nào và cái chất lượng nó ra làm sao thì bây giờ Cường mời mọi người sẽ đọc hộp nó ra để cùng xem chi tiết nha. Thì với máy trợ giảng Takstar E8W thì nó sẽ bao gồm chúng ta hai cái phiên bản để chúng ta có thể tùy chọn. Phiên bản thứ nhất đó là phiên bản mic đeo tai không dây, và cái phiên bản thứ hai đó là mic cầm tay không dây nha. Đó thì chúng ta sẽ chọn cái phiên bản cho nó phù hợp. Đây thì bây giờ Cường sẽ lần lượt cho mọi người xem cái bên trong của nó. Thì đầu tiên Cường sẽ mở cái hộp của sản phẩm phiên bản là mic đeo tai không dây nha. Thì đầu tiên chúng ta vẫn sẽ có một cái cuốn cáp tơ lô thì nó sẽ dùng chung với nhau nha. Đây, và cái phiên bản chúng ta phân biệt thì ở trong cái khung nó sẽ khác nhau nha. Cái hộp, cái đồ đựng này, cái khung đựng nó sẽ khác nhau. Đây chúng ta sẽ có những cái phụ kiện đi kèm. Và chúng ta sẽ đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái cáp sạc. Đây chúng ta lưu ý đối với những cái dòng đời mới này thì nó sử dụng cáp sạc Type-C. Và đây nó sẽ có một đầu USB nó ra hai đầu để chúng ta sạc cho nó tiện ha. Chúng ta không cần phải cắm nhiều dây nha. Rồi và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái dây đeo. Thì nếu chúng ta mà đi ngoài trời á, đối với những hướng dẫn viên du lịch đó, thì chúng ta có thể dùng cái đai này để chúng ta đeo, để chúng ta mang cái loa ở trên người. Rồi và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái mic đeo tai không dây ở đây. Đây mọi người thấy. Đây là cái mic không dây nha. Đó thì tí hồi Cường sẽ đi vào chi tiết cho mọi người. Thì bây giờ Cường sẽ liệt kê thôi để cho mọi người xem. Rồi và chúng ta sẽ có cái phần chính ở đây. Đó là một cái loa. Đây mọi người thấy. Đây cái thiết kế của nó rất là cứng cáp, rất là chắc chắn. Khi mọi người cầm trên tay á, thì thật ra là mọi người sẽ cảm nhận được cái sự chắc chắn và cái sản phẩm nó ha. Đây rồi đây mặt bên hông của nó. Thì tí hồi Cường cũng sẽ đi vào cận cảnh từng cái phím, từng cái chức năng để cho mọi người tham khảo nha. Và cuối cùng chúng ta đừng có quên ở dưới cái hộp á, nó sẽ có một cái mic có dây nha, mic đeo tai có dây nè, để chúng ta sử dụng trong cái trường hợp mà mic không dây của chúng ta hết pin hoặc là hư hỏng. Đó, cái mic có dây này thì chúng ta có thể gắn trực tiếp vào trong cái loa luôn, chúng ta nói âm thanh rất là chất lượng ha, thì nó đỡ phải hết pin. Đó thì đây là một cái điều mà mình thấy nó khá là hay để chúng ta có cái phương án dự phòng nha. Thì trước khi mà đi vào cái chi tiết của tính năng cũng như là phần test cái chất lượng âm thanh thì Cường sẽ khui hộp luôn cái phiên bản mic cầm tay không dây cho mọi người tham khảo. Đây thì Cường sẽ khui ra bên trong nha. Đây thì nó cũng sẽ giống với cái phiên bản kia thôi, nó chỉ khác là ở đây nó sẽ là mic cầm tay không dây. Đây mọi người, đây chúng ta sẽ thấy cái khuôn này, như lúc trước Cường đã nói là cái khuôn nó sẽ có cái khuôn để chúng ta đựng mic không dây và nó vẫn đi kèm mic đeo tai có dây nha để chúng ta sử dụng. Đó, thì đối với những ai mà chúng ta không thích mic đeo tai không dây á, thì chúng ta có thể sử dụng sang mic cầm tay cho nó tiện. Đây thì mọi người thấy cái sản phẩm rất là chất lượng nha, cầm rất là chắc chắn. Chúng ta thấy là đây Cường quay cận cảnh cho mọi người xem nè. Đó. Rồi đây là cái đuôi mic. Đây nó sử dụng cái chuẩn sạc Type-C đời mới. Đây chúng ta thấy được là những cái sản phẩm mới thì nó luôn sử dụng những cái chuẩn sạc này. Và đây là cái công tắc nguồn. Đây rất là đẹp ha, đây logo anh chìm ở trên sản phẩm này. Và bây giờ thì mọi người cùng Cường sẽ khám phá xem coi cái loa này nó có những cái ưu điểm, có những cái tính năng gì nổi trội nha. Thì trước nhất thì mọi người cùng Cường xem cái hình thức bên ngoài. Đây thì bên ngoài nó được làm bằng nhựa ABS với một cái màu đen bóng. Đây thì chúng ta sẽ xem. Đây với cái chất liệu này thì nó rất là bền mọi người, và cái độ hoàn thiện của Takstar thì khá là tốt nha, rất là chỉnh chu. Đó, thì với cái loa này thì chúng ta sẽ có cái trọng lượng của nó là 340g và cái kích thước của nó với cái chiều cao của nó là 125mm nè, và cái chiều ngang của nó là 105mm và cái chiều dày ở đây thì nó là 55mm nha. Đó thì đó là cái thông tin về cái phần bên ngoài của cái sản phẩm này để cho chúng ta có thể tham khảo. Còn đây là cái chiếc mic đeo tai có ở trong cái bộ sản phẩm này. Thì cái phần các bạn đang thấy ở đây là cái phần gọng mic nó được thiết kế dạng lồi xo này, thì chúng ta có thể uốn cong để nó phù hợp với cái vị trí miệng của mọi người nha. Và trên đầu nó là cái phần đầu mic, nó có một cái bông lọc này, thì cái bông lọc này nó sẽ bảo vệ cái đầu mic bên trong, cũng giống như là nó sẽ hạn chế những cái tiếng hơi thở hoặc là những tiếng phập mạnh khi mà chúng ta nói á. Đó, và chúng ta lưu ý chúng ta không tháo cái này ra nha. Một số người chúng ta thấy nó bị thô á, hoặc là nó không đẹp á, mọi người tháo này ra thì chúng ta lưu ý ở cái phần này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái phần gọng mic này, thì nó sẽ có một cái độ đàn hồi để nó khi mà đeo vào nó sẽ ôm sát cái đầu của chúng ta, nó chắc chắn hơn nha. Rồi, và đây là cái phần chính của chúng ta. Cái phần này có những cái nút tinh chỉnh. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có cái cổng Type C để sạc nè. Đây, cổng nguồn Type C. Và đây là cái nút on off để chúng ta tắt mở đây. Thì bây giờ chúng ta gạt xuống để chúng ta mở nha. Thì khi mà chúng ta mở thì nó sẽ hiển thị như thế này. Đây, chúng ta sẽ có một cái màn hình nó hiển thị cái số ở đây. Thì đây là cái hiển thị cái kênh, cái tần số của nó cũng giống như là cái âm lượng khi chúng ta điều chỉnh đây. Thì điều chỉnh âm lượng thì chúng ta sẽ có cái nút cộng trừ ở bên đây nha. Đây, thí dụ Cường bấm lên nè. Đây, nó là U7 nè. Đây, đó chính là lớn nhất nha. Chúng ta có thể giảm. Rồi, đó thì tùy theo cái âm lượng chúng ta mong muốn. Và nút M này để chúng ta có thể dò cái tần số hoặc là chúng ta đồng bộ sóng giữa cái loa và cái mic này khi mà nó bị lệch nha. Đây, thì chúng bấm vào đây nó nhấp nháy nè. Thì chúng ta sẽ chuyển. Đây, nó sẽ có 40 kênh. Đó, chúng ta có thể chọn cái kênh nào chúng ta thấy nó phù hợp. Đó, sau khi chọn ra nhấn lại. Rồi. Đó, thì đó là cái phần mic đeo tai của cái bộ này nha. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào những cái phím chức năng cũng như là những cái cổng kết nối có trên cái thân loa này. Đây thì đầu tiên chúng ta sẽ có cái phần cổng USB cũng như thẻ nhớ. Đây, đây là cái nắp bảo vệ nha, nắp cao su này để bảo vệ bụi hoặc là nước nó văng vào thì chúng ta sẽ an toàn hơn. Đây thì chúng ta sẽ có cái khe thẻ nhớ và USB. Chúng ta lưu những cái file ở trong cái USB thẻ nhớ của chúng ta là chúng ta gắn vào để nó phát nhạc hoặc là phát những cái file nghe tiếng Anh này hay là file tài liệu của chúng ta. Và chúng ta lưu ý là chúng ta lưu những cái file MP3 nha. Và phần bên đây thì chúng ta sẽ có những cái cổng kết nối như là cổng sạc Type-C này, cổng aux-in và mic-in. Đây, Cường sẽ mở ra bên trong. Đây, cổng sạc Type-C nha, để chúng ta có thể sạc nhanh hơn nè. Đây, cổng này là cổng 3.5 để chúng ta kết nối với laptop qua cái sợi dây 3.5 hoặc là điện thoại có hỗ trợ 3.5 nha. Và chúng ta có thể mua rời. Rồi đây là cái cổng mic in 3.5 để chúng ta gắn cái mic có dây đi kèm vào trong cái bộ sản phẩm đó để chúng ta sử dụng luôn. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái bảng điều khiển ở đây. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái nút nguồn. Đây, chúng ta nhấn giữ tầm khoảng 3 giây nha. Đây, nó sẽ lên cái màn hình ở đây. Thì UHF đó là cái sóng kết nối của cái micro với cái loa này. Rồi ở dưới đây thì chúng ta sẽ có cái nút lùi bài, nút này, nút dừng và nút phát. Khi mà chúng ta gắn USB hoặc là chúng ta kết nối Bluetooth thì chúng ta sử dụng những cái nút này. Đây, nút lùi bài. Cũng như là đây là cộng trừ là volume ha, thì nó cũng khá là trực quan rồi. Đây, chúng ta có volume chúng ta nhấn giữ này, lớn nhất nó là 30 nha. Đó thì chúng ta sẽ tùy chỉnh theo cái khu vực, theo không gian của chúng ta. Rồi, ở trên đây chúng ta sẽ có một cái nút M, nút này là nút mode nè để chúng ta chuyển đổi sang cái chế độ Bluetooth nè. Đây chúng ta nhấn vào. Đó thì chúng ta sẽ mở điện thoại để chúng ta dò Bluetooth để nó phát nha. Đó thì đây là cái chức năng Bluetooth. Thì cái loa E8W này nó không chỉ để khuếch đại âm thanh cho nó to rõ nét hơn, cũng như là phát Bluetooth không dây hoặc là phát qua USB thẻ nhớ, mà nó còn có một cái tính năng khá là hữu ích, đó là nó có thể ghi âm nha mọi người, để chúng ta có thể nghe lại, chúng ta làm tư liệu cho sau này. Rồi thì để ghi âm được thì chúng ta cần có một cái USB này hoặc là chúng ta sẽ có một cái thẻ nhớ để chúng ta có thể lưu lại tất cả những cái file ghi âm vào ở trong đây. Rồi thì Cường sẽ sử dụng cái USB nha. Chúng ta sẽ gắn vào ở trong cái khe USB ở đây. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ kết nối giữa micro và loa. Đây chúng ta sẽ mở nguồn lên nha. Đó, rồi thì lúc này chúng ta mở nguồn và chúng ta vẫn chưa có kích hoạt cái chế độ ghi âm lên. Và để kích hoạt chế độ ghi âm thì chúng ta sẽ nhấn cái nút M này nè. Đây chúng ta nhấn cái nút này, chúng ta nhấn giữ này thì nó sẽ báo cho chúng ta một cái thông báo là nó sẽ recording. Đây, recording mode. Rồi thì lúc này bắt đầu chúng ta sẽ ghi âm nha. Thì tí hồi các bạn sẽ nghe lại những gì mà Cường đang nói nè. Thì tí hồi nó sẽ lưu vào ở trong cái USB này. Thì Cường sẽ phát lại cho mọi người nghe thử nha. Đó thì rất là đơn giản để chúng ta có thể nghe lại những gì chúng ta nói, chúng ta giảng dạy nha. Rồi thì bây giờ Cường sẽ dừng lại cái đoạn ghi âm này. Rồi chúng ta dừng lại thì chúng ta sẽ nhấn giữ nút M nha. Và khi chúng ta nhấn giữ thì nó sẽ tự động nó phát lại luôn. Đây thì bây giờ Cường sẽ nhấn nè. Rồi thì lúc này bắt đầu chúng ta sẽ ghi âm nha. Thì tí hồi các bạn sẽ nghe lại những gì mà Cường đang nói nè. Thì tí hồi nó sẽ lưu vào ở trong cái USB này. Thì Cường sẽ phát lại cho mọi người nghe thử nha. Đó thì rất là đơn giản để chúng ta có thể nghe lại những gì chúng ta nói, chúng ta giảng dạy nha. Rồi thì bây giờ Cường sẽ dừng lại cái đoạn ghi âm này. Rồi chúng ta dừng lại thì chúng ta sẽ nhấn giữ nút M nha. Và khi chúng ta nhấn giữ thì nó sẽ tự động nó phát lại luôn. Đây thì bây giờ Cường sẽ nhấn nè. Và bây giờ thì Cường sẽ kết nối cái micro này vào trong cái loa để test thử coi cái âm thanh nó như thế nào. Đây thì đầu tiên Cường sẽ mang cái micro vào. Đây thì mọi người đeo theo cái chiều này nha. Đó. Đây. Và Cường sẽ quay luôn cho mọi người xem hình dung khi mà đeo cái micro nó sẽ như thế nào. Đây thì mọi người thấy rất là cận cảnh. Thì chúng ta lưu ý khi mà mang micro thì chúng ta cái đầu micro này chúng ta không để sát miệng. Nếu mà để sát miệng như vậy thì nó sẽ dễ bị vỡ tiếng nha, âm thanh nó bị rè. Và nếu chúng ta để xa quá như vậy thì âm thanh nó sẽ nhỏ, chúng ta nói nó sẽ bị mệt nha. Và một điều nữa là chúng ta không để cái đầu micro này nó chệch cái hướng này, nó bị lệch cái hướng thì âm thanh nó sẽ yếu nha. Là chúng ta để cái micro này nó hướng vào miệng này, cái đầu này. Đó, chúng ta lưu ý nha. Sau khi mở nguồn của micro lên rồi thì bây giờ Cường sẽ mở nguồn của cái loa nha. Và chúng ta lưu ý khi mà mở nguồn loa thì chúng ta không xoay cái mặt loa nó hướng vào trong cái micro như vậy thì nó sẽ rất là dễ hú. Đây, chúng ta xoay ra ngoài như vậy nha. Chúng ta mở nguồn lên. Rồi thì bây giờ các bạn đang nghe đó là âm thanh được phát ra từ cái loa này nha. Alo 1 2 3 4. Đó thì các bạn nghe thử coi cái âm thanh này nó như thế nào. Các bạn cho Cường một cái đánh giá hoặc là comment bên dưới nha. Thì đối với Cường thấy thì cái tiếng của cái loa này nó khá là thật. Các bạn nghe đây thì các bạn có thể cảm nhận được phần nào đó, và cái tiếng của nó rất là trong trẻo, nó không có bị ồm ồm giống như là những cái dòng loa khác, và tiếng trép của nó nghe nó dễ chịu hơn, nó không có bị gắt, nó không có bị chói giống như những cái loa khác nha. Đây thì các bạn nghe đi thì các bạn có thể sẽ biết được, nhưng mà trên cái video thì các bạn nghe nó là phần nào thôi, nó sẽ không chính xác. Nếu các bạn muốn nó chính xác thì các bạn có thể đến showroom các bạn nghe nó thực tế nha. Rồi thì đó là cái phần test cái âm thanh để cho mọi người tham khảo. Và bây giờ thì Cường sẽ test luôn cái chất lượng âm thanh của mic cầm tay nha mọi người. Đây thì cái loa đang mở và Cường sẽ mở cái micro lên nha. Rồi thì đây là cái âm thanh của micro cầm tay, thì mọi người nghe thử coi nó như thế nào, nó có khác với micro đeo tay hay không. Thì đối với micro cầm tay thì cái âm thanh nó sẽ dày tiếng hơn mọi người nha. Tiếng nó sẽ dày hơn cái micro đeo tay một chút. Đây thì mọi người nghe thực tế thì mọi người sẽ thấy được, còn qua video thì mọi người sẽ khó phân biệt ha. Rồi thì đó là cái chất lượng âm thanh của micro cầm tay nha mọi người. Thì vừa rồi Cường cũng đã review về hình thức sản phẩm, về những cái tính năng và cũng đã test luôn cái chất lượng âm thanh của dòng máy trợ giảng Takstar E8W này rồi. Thì các bạn có cái đánh giá và nhận xét thế nào thì các bạn có thể comment bên dưới giúp Cường nha. Và đối với những ai đang là giáo viên này, hướng dẫn viên du lịch, dẫn đoàn tham quan hay là giới thiệu sản phẩm ở trong những cái khu triển lãm siêu thị thì cái dòng máy trợ giảng này nó đáp ứng cực kỳ hiệu quả bởi cái chất lượng âm thanh mà nó mang lại, và nó có đi kèm những cái tính năng hỗ trợ cho chúng ta sử dụng nó hiệu quả hơn. Rồi thì nếu các bạn đang có nhu cầu về máy trợ giảng thì các bạn có thể ghé showroom để trải nghiệm thử thực tế cái sản phẩm này nó có đúng như là Cường review và mô tả nãy giờ hay không nha. Rồi rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này và xin chào. Đừng quên ủng hộ Cường bằng cách là chúng ta đăng ký kênh nha, để Cường có cái động lực làm những cái video nó tốt hơn để phục vụ mọi người. Rồi xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.